Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mẹ Trích Bông xin chia sẻ với các bạn về 5 giai đoạn dạy tiếng Anh tại nhà cho bé và khóa học tiếng Anh cho bé trên 2 tuổi. Việc học của trẻ rất cần một chu trình tuần tự bởi để đạt được kết quả tốt nhất cho trẻ. Bố mẹ đang muốn dạy tiếng Anh cho bé ư? Vậy thì hãy chú ý 5 giai đoạn sau nhé. Giai đoạn 1, hãy để trẻ bắt đầu làm quen với tiếng Anh sớm. Khi mới chào đời, các giác quan của bé phát triển rất nhanh. Bố mẹ có thể cho con nghe những giai điệu qua những câu kể chuyện tiếng Anh để kích thích phát triển các giác quan cho con. Và từ khoảng 2 tuổi, khả năng bắt chước các cách đọc, phát âm, nhìn mặt chữ của trẻ đối với ngôn ngữ độ tuổi này cực kỳ nhạy bén, nên bố mẹ chỉ cần mở cho bé xem những kênh tiếng Anh quen thuộc. Và giai đoạn 2, hãy để trẻ học qua âm nhạc. Âm nhạc luôn là công cụ hàng đầu để truyền tải cảm xúc, ngôn ngữ nhanh chóng và sâu sắc nhất với trẻ. Được học và hát theo âm nhạc mang lại khả năng phát âm, luyến láy khi nói tiếng Anh tốt hơn rất nhiều lần. Và giai đoạn thứ 3 là hãy dạy trẻ bằng động tác và cử chỉ. Khi đọc một ngôn ngữ mới, cùng động tác và cử chỉ biểu đạt khi trẻ học tiếng Anh sẽ tạo ra kết quả tốt hơn dùng lời nói hoặc chỉ là chữ viết. Giai đoạn 4, hãy tạo cho trẻ môi trường học phù hợp để bé bắt đầu được tự do vận động sáng tạo và có nhiều hoạt động như hát tập thể, luyện giao tiếp, xem video ngắn, diễn kịch vân vân. Đồng thời cũng đừng quên kết hợp với những trò chơi nhỏ giúp trẻ bổ sung thêm kiến thức tiếng Anh một cách chủ động. Và giai đoạn 5, hãy để cho bé thực hành tiếng Anh thường xuyên. Bố mẹ cũng nên lưu ý cho bé những cơ hội để được chủ động thể hiện mình như tạo tình huống khó khăn và yêu cầu trẻ giúp đỡ, cho trẻ quản trò khi đang chơi một trò chơi nào đó, tổ chức những cuộc thi nhỏ cho bé cùng các bạn vân vân để bé có cơ hội được thực hành tiếng Anh nhiều hơn, giao tiếp và giúp bé tự tin hơn trong cuộc sống. Nếu bạn vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu và chưa biết bắt đầu dạy con như thế nào, các hoạt động nào phù hợp cho trẻ thì hãy liên hệ với mẹ Trích Bông nhé. Mình đang theo một khóa học và nhất định rằng mình sẽ giới thiệu với các bạn và chia sẻ với các bạn một cách rất là cung cấp nhiều thông tin nhất để các bạn có thể tự tin hơn để đồng hành cùng con nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.